ngay anh. Mới quay làm sao? Mày quay đang quay từ nãy giờ tí. Kệ. Năm nữa. Cho đá đánh. Đá mới cho đá chín giờ nghỉ. Giờ sức đầu đã. Kinh nghiệm đã 45 giờ. Em không biết à, đội mình toàn đồng bọn sức kéo mà. Đội mình là đã lúc nào phải cỡ 9 hoặc 10 giờ về. Toàn đồng bọn sức kéo đâu thì có hôm đó 1 giờ sáng là chưa về. Tưởng là có người thương. Đội Nghe con nha. Đây anh, ngoài Quyết không còn ai rồi xứng đáng. Chịu. Thanh Kim. Thanh Kim ở dòng thương Quyết luôn đã đi. Thay cả Thanh Kim đi. Ông ơi, bảo vào đá số anh số 2 không? Thay anh số 2 kìa. Bảo Tuấn vào đi. Vào nhanh lên. Nhanh lên. Thay anh số 2. Cứu vứt ra đi, đang còn thêm 10 phút nữa. Cứu anh. Vào đây, dậy các em. Chỗ cái tổng này là đánh giày sang thế. Ô sang chứ. Vừa thử mấy nhà bảy thế em. Bên giày nhà thằng nào. Bên giày của bên giày á? Ờ cái em có nó gần giống. Anh mua cái gì à? Cái nó em không nhớ tên. Về quay vào tầm mấy chục giây ấy. Đấy là Mochi. Anh mua cho còn để hôm nào em mua em cho anh ăn. Anh mua. Anh có biết đâu mà. Anh có biết đâu. Anh kinh rồi. Em thử môn đội bạn nó đỏ. Nó hồng chứ. Môn ăn sút bóng ghê thật. Nó phát bóng mình. Nó phát bóng mà nó trúng chân luôn ấy. Không mỗi thằng Hoàng nó bắt nó cũng phát được như thế đó. Thằng Hoàng. Thế anh Hoàng phát mà chết. Mình thằng bố nó chơi anh em mình mà chơi cái kiểu bóng quá gãy chân nó vào. Ôi giời ơi. Mày thế. Sao chúng bỏ làm 10. Chúng bỏ. Quả y cũng ngã được. Ngã đúng rồi. Mình ấy chân anh kinh vậy. Thấy không? Quả vừa nãy mà đá ra với như hôm cái thằng dọa anh rụt chân luôn đấy. Đấy chưa? Lại ngu đó. Đá anh 7 thế đúng không? 7 cầm lên 7 cầm 5. Mất buổi đăng nhưng mà cái chân về nhé. Đó Hòa. Đó Hòa. Gọi là Hòa đi. Anh chân rồi. Đâu. 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 Đâu
Mấy kia là cái gì? Quả đấy. Ô, nó góp vào miệng rồi. Chị, chị, chị. Phát quá. Ôi. Thực sự anh thích thằng người Quảng Hải nhiều. Tuy nó là người Thái. Không, nhưng mà em vẫn Quảng Hải nó vẫn đá ai đấy?